Sáng 13 tháng 6, Bộ Y tế cho biết có thêm 96 ca mắc COVID-19 mới, gồm một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 95 ca ghi nhận trong nước, gồm BN10242 đến BN10337. Tại Bắc Ninh có 34 ca, Bắc Giang 32 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Lạng Sơn 2 ca, Phú Thọ và Hà Nội đều có 1 ca. Trong đó 73 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Các bệnh nhập cảnh. Các bệnh này được cách ly ngay khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam là nữ 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày 29 tháng 5, từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VG8859, các ca ghi nhận trong nước gồm hai ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu đã được cách ly. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 32 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly đã được 32 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ là nữ 76 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ liên quan đến chợ cửa hàng mới Đông Anh, Hà Nội đã được cách ly. Một ca bệnh ghi nhận tại thành phố Hà Nội là nam 65 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 của BN9521 đã được cách ly. 34 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó 33 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca đang điều tra dịch tễ. 25 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 3 ca là các trường hợp F1, 22 ca đang điều tra dịch tễ đã được cách ly. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.